Hôm nay ngày 8 tháng 1 tiếp tục clip số 2 trong ngày. Mình có một số cây bonsai để bàn, hàng thuần chậu lâu năm, cho mọi người trưng Tết, giao lưu giá mềm. Đầu tiên là cây linh sam, mã số 1, cây linh sam song hình. Chiều cao tổng từ đáy chậu lên đỉnh cây là 43. Chiều cao mặt chậu lên đỉnh cây là 23. Cây có tán ngang 43. Cây số 1 mình giao lưu mọi người là 800 bao ship. Cây linh sam song hình, cây rin. Cây linh sam dáng bay rất là hay. Cây rất là hợp với chậu tượng. Giá 800 mình bao ship. Cây linh sam mã số 1. Chỉ cần đã làm ấm tàn, mình vừa vặt lá xử lý để cho hoa dịp Tết. Cây mini để bàn rất là hay. Tiếp theo là cây linh sam, cây linh sam khai thác, ghép linh sam 86, mã số 2, giá 450 bao ship. Cây có lỗ thép rin, cây mini có lỗ thép rất là hay. Chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh là 26. Cây linh sam mã số 2, giá 450 bao ship. Cây mini rất là gọn. Tiếp tục là cây sam lưới trái mã số 3, giá 1 triệu bao ship. Cây này giá cũ là 1,2 triệu, giá thanh lý 1 triệu. Cây mini nhưng lắc lượng rất là hay, chỉ cần cũng làm khá lâu. Thân thì tầm ngón tay út của mình. Chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh cây là 32. Cây sam núi trái mã số 3. Chỉ cần là rất là già. Sam lưới trái mã số 3, giá 1 triệu bao ship. Cây sam lưới trái mã số 4, giá 1,7 triệu bao ship. Cây cành nuôi rất là già, tay rất là to. Cây chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh cây là 46, tán ngang là 33. Cây đang nằm chậu 30. Cây dáng quan nhân. Sam lưới trái mã số 4, giá 1,7 triệu bao ship. Chiều cao 46, tán ngang 33. Mọi người so sánh ngón tay của mình. Cây đang bắt đầu ra trái non trên cây. Tiếp theo là cây linh sam mã số 5. Cây linh sam khai thác ghép 86, lỗ này là lỗ thép rin. Cây chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh là 24, tán ngang là 28. Cây thuần chậu lâu năm.
Cây linh sam mã số 5, dòng linh sam khai thác ghép linh sam 86, giá 800 bao ship, chiều cao 24, tán ngang 28. Tiếp tục là cây linh sam siêu bông mã số 6, cây linh sam siêu bông cây rin, giá 2.200.000 bao ship, hoành thân là 16, chiều cao 40, tán ngang 47. Dòng linh sam siêu bông, bông rất là to, cây đã ấm tàn, giá trị 2.200.000 hình bao ship. Cây dáng thế lắc lượng đẹp cho một người trưng Tết. Cây đang nằm chậu là 36, và ngang là 28. Cây linh sam mã số 6, giá 2.200.000 bao ship. Cây linh sam mã số 7, dòng linh sam khai thác ghép linh sam 86, này là lá rinh của cây linh sam khai thác, và mình có ghép linh sam 86, mũi ghép đã lường. Cây có chiều cao là 45, chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh cây là 45. Đỉnh tượng là 30. Tán ngang 36. Giá giao lưu là 850.000 bao ship. Cây phối tượng rất là hay. Cây linh sam mã số 8, cây linh sam khai thác ghép linh sam 86, giá 900 bao ship. Mầm ghép đã rất là to, cây phát triển rất là tốt. Những cây ghép thì nuôi mầm sẽ rất là tốt, vì cây khai thác sức sống rất là cao, tuổi đời cũng sẽ cao hơn những cây bình thường. Chiều cao tổng là 56, từ đáy chậu lên đỉnh cây là 56, chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh cây là 38, tán ngang là 40. Cây linh sam mã số 8, giá 900 bao ship. Cây cho mọi người trưng bàn dịp Tết. Cây sam núi trái mã số 9, giá 400 bao ship. Thân thì bằng cây viết. Cây bắt đầu ra trái non trên cây. Chiều cao chậu là 22, miền chậu 16, tàn đổ là 24. Cây sam núi trái mã số 9, giá 400 bao ship. Cây mini rất là gọn.
Sam lưu trái mã số 10, giá 1.200.000 bao ship. Cây cò gấp rất là hay. Chiều cao tổng là 34, tán là 24, chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh cây là 25. Cây sam lưới trái mã số 10, giá 1.200.000 bao ship. Tiếp tục là cây linh sam siêu bông mã số 11, cây mình vừa vặt lá để xử lý hoa chơi Tết. Cây cốt rất là to. Chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh là 30, tán ngang là 46. Cây linh sam siêu bông, cây linh sam rin mã số 11, giá 1.600.000 bao ship. Cây cành đã nuôi rất là to, cây nuôi lâu năm. Cây sam lưới trái mã số 12, giá 1.200.000 bao ship. Chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh là 36, tán ngang là 36. Cây sam lưới trái mã số 12, giá 1.200.000 bao ship. Tiếp theo là cây linh sam sông Hinh mã số 13, cây linh sam rin, giá 1.200.000 bao ship. Vừa vặt lá để xử lý ra hoa dịp Tết. Cây linh sam dáng đổ rất là hay. Giá 1.200.000 bao ship. Chiều cao là 40, tàn đổ là 68. Cây đang nằm chậu 32. Cây linh sam mã số 13, linh sam sông Hinh Rin, dòng lá chuẩn để mọi người cho cây bonsai. Tay cành đã làm ấm tàn. Tiếp theo là cây linh sam mã số 14, cây tàn thiên nhiên, giá 850.000 bao ship.
cây có chiều cao là 56, tán ngang là 52. Cây linh sam sông Hinh, cây này là cây rin, mã số 14, giá 850 bao ship. Cây tàn dù, tàn thiên nhiên. Tiếp theo là cây linh sam, mã số 15, giá 900 bao ship. Cây tàn thiên nhiên. Cây đã quạt lá xử lý cho hoa. Cây này Tết sẽ ra rất là nhiều hoa. Linh sam sông Hinh, cây tin, giá 900 bao ship. Chiều cao là 52, tán ngang 56. Hoàn thân thì mọi người so sánh ngón tay của mình. Cây tàn thiên nhiên, tàn dù. Cây linh sam, mã số 15. Cây linh sam sông Hinh Vinh, giá 900 bao ship. Cho nên mình sẽ bó bầu và không ship chậu. Cây đang nằm chậu xi măng. Trẻ đã thuần bầu nên mọi người yên tâm. Cây cuối cùng trong clip là cây linh sam, mã số 16, giá 1.500.000 bao ship. Cây linh sam siêu bông. Cái này bây giờ mọi người vặt lá để xử lý cho bông vào dịp Tết. Hoành rất là to, cây lùng lực dáng bay. Chiều cao đến đỉnh là 36, tổng tán là 56. Giá 1.500.000 bao ship. Cây linh sam siêu bông, cây rin. Mình xin kết thúc clip tại mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây là số Zalo của mình.